Thần Đồng Đất Việt tập 64 Mưu Đồ Bắc Quốc. Bắc Kinh, Trung Quốc. Công chúa, nguy rồi công chúa. Có chuyện gì vậy thượng quan Ali? Bẩm công chúa, thần vừa biết được một tin động trời, hoàng thượng đang cho chuẩn bị binh mã, ngày mai sẽ khởi binh tấn công Đại Việt. Trời! Không thể như thế được. Ha ha, hay quá, vậy mới phải chứ. Cho cháu biết thế nào là sức mạnh của thiên triều. Cốc, em nói nhảm gì thế? Họ là bạn của ta mà. Ủa, vậy hả? Trời ơi, sao cha lại làm như thế được? Cha đã hứa là không đụng đến họ mà, ta chắc là do vương thừa tướng xúi giục. Dạ, công chúa đoán không sai ạ. Thần còn nghe được, hoàng thượng đã cho nhị vương gia Chu Bá lên đường đi xứ nước Nam để gây hấn, mong tìm được lý do xác đáng để khởi binh. Ta phải ngăn cản cha mới được, giữa hai nước đang yên lành, ta không thể để cha giấy loạn binh đao. Chị ơi, chờ em với. Thừa tướng, việc khởi binh chinh phạt Đại Việt tiến triển tới đâu rồi? Dạ đúng như kế hoạch ạ, hôm nay nhị vương gia đã lên đường sang Đại Việt. Ha ha, chắc chắn chúng sẽ sập bẫy chúng ta thôi. Rầm, hả? Hừ, Thiên Vân, ai cho phép con vào đây? Cha, sao cha lại giấy binh chinh phạt Đại Việt chứ? Cha đã hứa sẽ thắt chặt tình giao hảo với họ kia mà. Chuyện này... Ha ha, bẩm thiên thần công chúa là thần đồng của Bắc Quốc. Nhưng đôi lúc người cũng ngây thơ lắm mà. Ấy là ta nói với chúng như vậy, chứ thôn tính hoàn toàn Đại Việt vẫn tốt hơn chứ ạ. Hi hi hi. Hi hi, thì tướng nói phải đấy con gái à. Nhưng họ xưa nay vẫn giữ tình hòa hảo. Đâu mắc lỗi gì với ta chứ. Các nước làng bàn sẽ nghĩ sao khi ta vô cớ tấn công một nước nhỏ như thế? He he, chuyện đó thì công chúa khỏi lo. Thần đã cho nhị vương gia sang khiêu khích chúng, chỉ cần một sai lầm nhỏ của chúng thì ta sẽ có cớ động binh ngay. Ha ha. Nhưng Đại Việt còn có nhân tài, còn có Trạng Tý, họ sẽ không khoanh tay ngồi nhìn ta xâm chiếm nước họ đâu. Hừ, sao công chúa lại ca ngợi chúng quá như thế? Mà thừa tướng phải dè chừng Trạng Tý đó, hắn lợi hại lắm. Tâu hoàng thượng, mọi việc đang tiến triển rất tốt, không gì có thể ngăn cản nổi bước tiến của thiên binh. Trước giờ động binh không thể để công chúa làm sút giảm nhuệ khí của binh sĩ, mong hoàng thượng định đoạt ạ. Thôi được, cứ theo ý thừa tướng đi. Bay đâu? Bao dâm công chúa vào hậu cung, canh phòng cẩn mật. Từ nay đến lúc khởi binh không cho rời cung nửa bước. Trời, cha, sao cha lại? Ha ha, hoàng thượng anh minh. Không. Hít, tội nghiệp chị quá, rồi em sẽ đến thăm chị. Hừ, còn muốn chơi với nó lắm hả? Giam luôn thái tử với công chúa cho có bạn. Hả? Hu hu, không chịu đâu, buông ta ra. Hi hi, hoàng thượng thật là sáng suốt. Thái tử quả có tư chất của một vương tử, nhưng đôi lúc xử sự cũng khác thường lắm mà. Ta cứ nhốt lại cho chắc ăn. Thừa tướng, ta muốn cùng người đi duyệt binh lần cuối. He he, mợ hoàng thượng, bây giờ ta chỉ còn mỗi việc chờ tin tốt lành từ nhị vương gia thôi ạ. Muôn tâu hoàng thượng, sứ bộ Bắc Quốc do nhị vương gia Chu Bá dẫn đầu đang sắp vào tới kinh thành đấy ạ. Trời, tới rồi à? Bẩm hoàng thượng, theo thần biết thì nhị vương gia chính là em ruột của hoàng đế Trung Hoa, chúng ta phải cẩn thận mới được. Làm sao bây giờ Trạng Tý? Tâu hoàng thượng, thần nghĩ Bắc Quốc bắt đầu thực hiện âm mưu rồi đấy. Chuyến đi sứ lần này của Chu vương gia chắc chắn là để gây hấn với nước ta. Theo dự đoán của thần, nhị vương gia sẽ tìm cách khiêu khích chúng ta, và bất cứ sai lầm nào của ta cũng có thể là cớ để họ động binh. Do đó ta phải hết sức bình tĩnh trong việc đối phó với hắn. Trời ơi, ta lo quá. Thôi thì việc tiếp đãi sứ giả Bắc Quốc cứ giao cho Trạng Tý đảm trách vậy. Tạ ơn hoàng thượng tin tưởng, thần sẽ cố gắng hết sức để không mắc mưu của hắn. Bẩm hoàng thượng, sứ giả tới rồi ạ. Hả? Xin hoàng thượng đừng quá căng thẳng, ta cùng ra ngoài đón hắn. Xin trân trọng giới thiệu,
Nhị vương gia Chu Bá. Ha ha. He he. Ồ. He he. Đã đến nơi Thiết Triều rồi hả? He he. Không ngờ cung điện của các người chặt chội thế này. Chỗ này nếu ở bên nước ta chứ được làm nhà kho thôi. He he he. Người người thật là. Mọi người cứ bình tĩnh, hắn đang giở trò đấy. Mời sứ giả thi lễ với hoàng thượng ạ. À. Cái gì? Thi lễ à? He he, sứ giả một nước lớn như ta lại phải thi lễ với vua của một tiểu quốc sao? Chính các người phải thi lễ với ta thì có. Ha ha ha. Người người thật quá đáng. He he, sao? Có gì không ổn hả? Ta nói cho mà biết, ta chính là em ruột của hoàng đế Bắc Quốc. Nếu các người dám đụng đến sợi lông chân của ta thì cả nước Nam sẽ bị san bằng thành bình địa liền. Ha ha ha. Người người dám? Xin vương gia cứ bình tĩnh, cứ để đó cho thần. Thưa nhị vương gia, chẳng hay ngài lặn lội từ Bắc Quốc xa xôi sang đây là có việc gì đấy ạ? À? Ha ha, có phải người là Tràng Tý mà thiên hạ thường nhắc tới hay không? Ta đã nghe rất nhiều về tài năng của người, nhưng có lẽ đều là phóng đại cả thôi. Hôm nay gặp người tặng mặt, để ta kiểm tra lời đồn đại xem sao. Hi hi. Ngài muốn kiểm tra thế nào ạ? À? Mục đích chuyến đi lần này của ta, trước là chuyển tối hậu thư của vương huynh ta tới vua Đại Việt, sau là muốn thử tài Tràng Tý một chút ấy mà. Xin ngài cứ tự nhiên ạ. À. He he, tự tin lắm. Ngươi có thấy con chim trên tay ta không? Để ta đố người một câu. Đố người biết ta sắp thả nó bay hay là bóp nó chết. He he, trả lời đi nào. Hừ, hỏi gì lạ thế, có trời mới biết hắn muốn làm gì. Nói thế này hắn lại làm thế kia thì sao? Hi hi, xin nhị vương gia chờ cho một chút. Trước khi trả lời câu hỏi của ngài, tôi cũng muốn đố ngài một câu. Tôi đang đứng ngay trên ngạch cửa, vậy ngài hãy đoán xem tôi sắp bước ra ngoài hay sẽ bước vào trong? Hả? Người người. Ha ha, hay quá. Ha ha, hoan hô Trạng Tý. Hừ, được lắm, kể ra người cũng khá đấy. Coi như ta thua người câu này. Để ta đố người một câu nữa xem. Bay đâu, mang vào đây. Bẩm vương gia đây ạ. À. He he, ngươi lầu thông kinh sử, chắc cũng thông thuộc sử tàu chứ hả? Trên bức tranh này nêu tên của hai nhân vật rất nổi tiếng thời Tam Quốc. Nếu ngươi đoán được thì ta mới chịu ngươi là tài. He he. Ồ, bức tranh vẽ một con chim đậu trên cành mai, tên của ai mà lạ thế nhỉ? Mọi người nghe ta đoán đây. Ha ha ha, có khó gì đâu. Chim đậu thì phải xếp cánh, nói khác đi là đóng cánh lại. Mà đóng tức là chữ hoàng, còn cánh tức là chữ vũ, ghép lại thành hoàng vũ. Còn cành mai bị chim đậu ắt sẽ cong oằng xuống. Cành mai đại bông tức là chữ hoa, còn cong xuống tức là chữ đà, ghép lại thành chữ hoa đà. Như vậy hai nhân vật nổi tiếng mà ông nhắc đến đó là đại danh tướng Hoàng Vũ và thần y Hoa Đà. Có đúng thế không hả nhị vương gia? Hi hi. Trời, như vậy mà người cũng đoán được. Người thật là Người hay quá. Ha ha, thật đúng như lời đồn đại, mình không thể đùa với nó được. Ừ, tên nhóc này quả là thần đồng hiếm có, phải giở trò hăm dọa thôi. Bay đâu, mang ra đây. Hả? Ha ha, đây là những hạt đậu. Mời Trạng Tý cùng chơi với ta một trò chơi nho nhỏ nào. Được, xin mời ngài. Rào. Hừ. Rột. Rào. Hả? Rột. Rạc. Ồ. Hừ. Trời, người dám sao? Đúng thế, đó là câu trả lời của chúng tôi đấy ạ. À. Lão sược, ngươi đừng có mờ nhé. Thử, ta không thèm đôi cò với ngươi nữa. Đây là tối hậu thư của vương huynh ta. Các ngươi mở to mắt ra mà đọc cho kỹ, xong sớm trả lời cho ta biết. Nên nhớ một điều, nếu các ngươi không tuân theo thiên lệnh thì sẽ chuốc lấy hậu quả thảm khốc. Hừ. Những hạt đậu như vậy là sao? Trẫm chẳng hiểu gì cả.
Trời, thế là thế nào? Đầu tiên hắn trải bức tranh vẽ hai vòng tròn, biểu thị kinh thành của nước Nam ta. Bẩm hoàng thượng, vừa rồi hắn giả trò đe dọa đấy ạ. Sau đó hắn bắt đầu rải đạo lên, ý nói này mai sẽ tấn công kinh thành. Nhưng thần cũng rải đạo lên, ý nói chúng ta sẽ chống trả quyết liệt cho đến người cuối cùng. Kế đến hắn rải đạo thành vòng tròn, ý nói sẽ vây hãm thành chúng ta. Nhưng thần đã đùa tất cả vào ống tay áo, ý nói chúng ta không sợ, chúng ta sẽ quét sạch chúng không còn một tên. Vì vậy hắn mới tức giận như thế đấy ạ. Trời ơi, hay quá. Hừ, thì ra là vậy. Lúc nãy hắn đưa tên hai nhân vật thời Tam Quốc, cũng là lấy đề tài chiến tranh, ý nói người phương Bắc hùng mạnh, để đe dọa chúng ta đấy ạ. Mưu đồ của Bắc Quốc xem ra đã rõ ràng lắm rồi. Trời, vậy còn Tối Hậu Thư, mau mở ra xem họ nói gì. Rạc. Trời, sao hả? Họ nói nước Nam ta từ trước đến nay đã lâu chỉ toàn dân cống vật đi thay người. Họ muốn lần này đích thân hoàng thượng phải thần trình sang chậu hoàng đế Trung Hoa. Trời, lẽ nào lại thế? Ta làm sao mà đi được chứ? Phải, bệ hạ thân đáng nghìn vàng, sao có thể dấn thân sang đất Bất Quốc xa xôi được? Rõ ràng chúng bắt ép chúng ta đây mà. Hoàng thượng, bằng giá nào người cũng không đi được đâu ạ. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Thần nghĩ đây chỉ là cớ để họ làm khó ta. Hoàng thượng là vua của một nước, không lý nào lại phải thần trình đi chầu. Nếu họ cứ bắt ép ta mãi, Thì lần này ta quyết sống mãi với họ một phen. Trời, ý Trạng Tý là chúng ta sẵn sàng nghênh đón cuộc chinh phạt của Bắc Quốc sao? Đúng thế ạ. Tâu hoàng thượng, thần cũng đồng ý với Trạng Tý. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, không lẽ chúng ta cứ chịu nhún nhường để cho họ đè đầu cửa cổ mãi sao? Đành phải liều một phen thôi ạ. Phải đó, đánh thì đánh chứ sợ gì? Không thể đánh được đâu ạ. Nếu để người phương Bắc tràn sang tàn phá, xin hoàng thượng hãy suy xét cho kỹ ạ. Cơ nghiệp Lê Triều ta gây dựng bao nhiêu năm thì còn gì là vương triều của bệ hạ? Chỉ bằng ta cứ cầu hòa, lựa lời nói năn nỉ họ bỏ qua cho, rồi ta sẽ dâng cống phẩm đi thay người. Cũng có lý đó. Phải, chiến tranh chứ đâu phải đùa. Bộ nói đánh là đánh được sao? Nếu chiến tranh thì sẽ tiêu tàn hết. Hừ, cầu hòa ư? Chúng ta xin được một lần, nhưng có xin được mãi không? Nếu chúng ta lùi một bước, họ sẽ dấn tới 10 bước. Chỉ bằng lúc này cứ liều một trận cho đáng mặt người nước Nam. Phải, dù thế nào cũng phải cho họ biết dân Nam không phải là dễ ăn hiếp đâu. Phải, đánh đi. Hừ, các người đừng có bị tên Trạng Tý này kích động chứ. Các quan nghĩ lại xem, nước Nam đâu phải có mỗi chúng ta, còn Lê Giang bá tánh, còn vợ con ta, còn của cải tài sản sự nghiệp gây dựng bao nhiêu năm. Nếu chiến tranh đổ ra thì sẽ đổ vỡ hết. Cái tên Trạng Tý này chủ ý muốn chiến tranh vì hắn nghèo rớt mồng tơi, hắn sẽ không có gì để mất cả. Hi, lòi đuôi rồi nhé. Tể tướng, thì ra ông sợ chiến tranh là vì ông lo cho bản thân ông thôi. Còn quốc thế, còn sĩ diện triều đình đối với ông chẳng là gì cả, đúng không? Người Hừ, cho dù có thế nào thần cũng cương quyết giữ lập trường. Phải đánh thôi. Không, phải cầu hoa. Không, phải đánh. Không, hoa ma. Thôi đủ rồi, các quan đừng tranh cãi nữa, nhức đầu quá. Mọi người hãy lùi về nghỉ hết đi, để yên cho trẫm suy nghĩ. Các quan muốn tàu gì cứ dâng tấu sớ, trẫm sẽ xem xét. Hít. Sao, Trạng Tý có cái sách gì để thuyết phục hoàng thượng chưa? Xin vương gia yên tâm, thần sẽ cố gắng hết sức. Bẩm hoàng thượng, có Trạng Tý cầu kiến. Cho vào. Muôn tàu hoàng thượng, thần rất hiểu sự lo lắng của hoàng thượng. Xin dâng hoàng thượng bài tấu nhan đề Công Thủ Chi Sách, tức là kế sách đánh hay hòa. Ở đây phân tích rõ sự lợi hại của việc đánh hay hòa, mong bệ hạ ngự lắm. Được, cứ để đấy cho trẫm xem. Tâu hoàng thượng, các tiền đế phải tốn biết bao nhiêu công sức mới xây dựng được đất nước, mong bệ hạ đừng phụ lòng của các bậc tiền nhân. Hít, ta sợ mình tài hèn sức mòn,
không xứng đáng với tiên vương. Thôi, khanh cứ lui ra trước, để ta đọc sớ cái đã. Hay, hay lắm. Phân tích thật là thấu đáo, hợp tình hợp lý. Quả là trạng nguyên của trẫm. Như vậy có lẽ phải đánh thôi. Bẩm hoàng thượng có thể tướng cầu kiến. Ha ha, người đến thật đúng lúc, người xem đây. Công thủ chi sách của Trạng Tý viết thật hay. Có một cầu ta rất tâm đắc. Triều đình ổn bách vạn, chi tinh binh, kiến nghĩa bất vì vô dũng giả. Nghĩa là triều đình có 100,000 lính tinh nhuệ, không đánh quân thù là không dũng cảm. Ha ha, hay, hay thật. Hừ, sao hoàng thượng lại cứ nghe hắn chứ? Nước Nam ta đương đầu với Bắc Quốc hùng mạnh, khác nào lấy trứng chọi với đá. Nếu đánh thì cơ may thắng rất ít, còn nếu thua thì vương triều sẽ sụp đổ hết mà. Tính mạng của hoàng thượng e cũng khó lòng giữ được. Hu hu, xin hoàng thượng suy xét ạ. Trời, tể tướng nói ta nghe cũng phải. Bẩm hoàng thượng, chỉ còn cách cầu hòa thôi ạ. Vậy còn công thủ chi sách của Trạng Tý ta phải phê làm sao đây? He he, có khó gì, người cứ phê thế này thì hắn sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Trạng Nguyên Lê Tý nhận ngự phê của hoàng thượng. Sao sao, hoàng thượng phê thế nào? Hoàng thượng phê là: Kim Nhật thỉnh chiếm, Minh Nhật thỉnh chiếm, chiếm khỉ bắt thắng, tương trí trẫm ư mà địa. Nghĩa là hôm nay xin đánh, mai xin đánh, đánh mà thua rồi đặt trẫm vào đâu. Hừ, hoàng thượng lại dao động nữa rồi. Chắc lại là do tể tướng nhúng tay vào. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Không sai, cuối cùng ta lại phải thua cái kẻ cầu an đó. Thôi Trạng Tý cũng đừng buồn, ta đã làm hết sức rồi. Bổn vương xin tặng Trạng Tý đôi câu đối này: Minh Đình sách vấn Kim Tam đối, giáp đệ thầu nhân chỉ nhất hòa. Nghĩa là sân rồng vua hỏi đối đáp cả, thứ bậc thua người một chữ hòa. Cuối cùng thì hoàng thượng cũng chỉ nghe theo kẻ cầu hòa mà thôi. Không, thần sẽ không bỏ cuộc đâu. Để xem tình hình buổi thiết triệu ngày mai ra sao đã, rồi thần sẽ cố thuyết phục hoàng thượng lần nữa. He he, sao rồi nhà vua? Hôm nay ta lên đường về Bắc Quốc. Về đề nghị của vương huynh ta, nhà vua thấy thế nào hả? Chuyện này... He he, kính thưa ngài nhị vương gia cao quý, tôi tể tướng Tào Hống xin được đỡ lời cho hoàng thượng ạ. Như vương gia đã biết rồi đó, đường sang Bắc Quốc xa xôi hiểm trở, có biết bao hiểm họa dọc đường. Hoàng thượng tôi là vua một nước, là thằng ngọc nghìn vàng, nắm giữ vận mệnh quốc gia, nay lại bắt người vượt đèo lội suối đi vào chốn rừng thiêng nước độc. Nhỡ có điều gì bất trắc xảy ra thì sẽ là một tổn thất to lớn cho vương triều, đất nước sẽ lâm vào cảnh rối ren mất. Kính xin thượng triều Bắc Quốc, trăm họ của Đại Việt sẽ như rắn không đầu, xí xóa cho cái lệ quá khó khăn này. Bởi lâu nay Đại Việt đã có mối giao hảo bền chặt với Bắc Quốc, luôn luôn một lòng kiên định, chưa từng làm điều gì sai trái. Hứ, khéo mồm khéo miệng lắm, nhưng tất cả đều phải thể hiện bằng hành động chứ. He he, đức vua phải thân chinh sang chầu thì đây mới tin. Ta hứa sẽ bảo vệ cho ngài an toàn. Nhưng trẫm vốn yếu ớt đau bệnh, nếu thủy thổ không hạp, xin bệnh tật thì nguy to cho bá tánh. He he, nhà vua cũng giỏi biện bạch lắm. Thôi được, dù sao ngài cũng là vua một nước, có thể miễn cho ngài. Nhưng các vương tử thì sao, ắt hẳn vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh chứ, họ phải đi thay ngài thôi. Vương triều Bắc Hịnh vẫn chưa có hoàng nam, chỉ duy nhất một công chúa còn nhỏ lại rất yếu ớt, làm sao có thể thay ta đi chầu thượng quốc được. À, thì ra nhà vua vẫn chưa có thái tử. Vậy còn cách hoàng thân quốc thích, ít nhất phải chọn được một người để sang Bắc Quốc làm con tiên chứ. Hi hi, tất cả con em trong vương tộc đều sinh trưởng chốn hoàng cung, không quen ra ngoài e rằng không có đảm đương nổi trọng trách này đâu. He he, dạ phải đó nhị vương gia. Nói tới nói lui cũng là các người muốn thoái thác. Hừ, ta hỏi lần cuối, rốt cuộc thì có chịu sang chầu không? Hít, xin vương gia thương tình miễn cho. Rồi chúng tôi sẽ cống nạp người vàng đi thay được không ạ? À? Hả, người vàng à? Vâng, đó là người đốt bằng vàng rồng, kích thước mặt mũi y như đức vua tôi đây. Vậy các người định cống nạp bao nhiêu người vàng? Dạ dạ, mỗi năm một tượng được không ạ? Ha ha, thật là nực cười.
Thầy Thế Vua mà chỉ có một tượng thôi sao? Vua của các người là thần nghìn vàng mà, theo ta nghĩ thì 100 tượng mới xứng. Trời, thật quá đáng, không thể nhịn được. He he, sao, định phản kháng hả? Này này, nhà vua, ngài cứ suy nghĩ về đề nghị của ta đi. Nếu như thuận theo thì thiên triều sẽ tha tội cho, còn như một mực kháng lệnh thì hãy đợi đấy. 18 tháng 10 tới, đại quân thiên triều sẽ tràn sàn làm cỏ Đại Việt. Lúc đó có hối hận thì đã muộn rồi. Hứ, ta đi đây. Hẹn gặp lại trên chiến trường. Nhị vương gia, xin ngài. Đừng mà hoàng thượng. Việc gì phải hạ mình cầu xin quân xâm lược chứ? Nhưng mà hoàng thượng, hay là ta cứ cống nạp 100 tượng vàng cho họ, biết đâu họ thương tình. Muôn tàu hoàng thượng, đây là họ cố tình bức ép chúng ta, không thể nào thỏa mãn lòng tham của họ được đâu. Hôm nay họ đòi 100 tượng, ngày mai sẽ đòi 1.000, 1.000 tượng. Hoàng thượng có thể đáp ứng được mãi sao? Chỉ bằng cứ quyết sống chết một trận, chứng tỏ cho họ thấy rằng Giang Nam không hề khuất phục bất cứ thế lực nào. Xin hoàng thượng chuẩn tấu. Kính xin hoàng thượng chuẩn tấu. Ta... Đừng mà hoàng thượng. Nếu cuộc chiến thất bại thì ta sẽ mất tất cả đó hoàng thượng. Hu hu. Trời ơi, khó xử quá, ta phải làm sao đây? Hừ, thôi được rồi, nếu cứ mãi tranh cãi sẽ không đạt được kết quả gì, lại còn làm chia rẽ nội triều. Thần có ý này xin bẩm tấu với hoàng thượng ạ. Chi bằng cứ làm theo ý kiến số đông. Là ý gì? Khanh mau nói đi. Xin hoàng thượng hãy triệu toàn thể bộ lão trên khắp đất nước Việt về kinh dự hội nghị. Ta sẽ hỏi ý kiến của các bộ lão, bởi các vị ấy chính là đại diện cho mọi tầng lớp Giang Nam. Nếu họ đồng ý đánh thì ta đánh, còn nếu họ chủ hòa, lúc đó thì hoàng thượng và tế tướng định đoạt ạ. Sao tế tướng, Khanh thấy thế nào hả? Dạ dạ, vậy cũng được ạ. Làm theo lời trạng tế đi ha. He he, được về kinh dự hội nghị cũng vui đấy chứ hả? Hoàng thượng đã tín nhiệm mà, không đi sao được. Tàu hoàng thượng, các vị bộ lão đã tới đồng đủ, mời hoàng thượng tiếp kiến ạ. Ý trời, sao đông quá vậy? Hoàng thượng vạn vạn tuế. Kính thưa các vị bộ lão, những người đại diện cho dân Nam, dân ta đã chịu biết bao cực khổ, lên rừng xuống biển tìm sản vật quý giá. Từ xưa tới nay, người phương Bắc luôn ức hiếp chúng ta, để cống nạp cho vương triều Bắc Quốc suốt bao năm qua. Thế mà họ vẫn không để yên cho chúng ta. Nay họ lại bắt cả hoàng thượng thân chinh sang chầu. Nếu không thuận theo yêu cầu ngông cuồng đó, thì tháng 10 tới họ sẽ cắt quân sang thảo phạt. Vậy theo ý các bồ lão, chúng ta phải xin cầu hòa, hay quyết chiến với họ một phen? Muôn tàu hoàng thượng, lão là người cao tuổi nhất, xin phép được nói ạ. Lão đây đã 100 mấy chục tuổi, đã sống trải mấy đời thiên vương, rất lão thông sử sách Đại Việt. Vương triều ta từ các thời Đinh Lý Trần Lê đã từng đối chọi với bao kẻ thù hùng mạnh và chưa bao giờ bị khuất phục. Bây giờ đến đời chúng ta, không lý nào lại khiếp sợ một thế lực như thế. Theo hiển ý của lão, ta không thể nhún nhường mãi được đâu, phải quyết chiến một trận thôi. Ha ha, thật là một lão anh hùng. Phải đó, không thể để họ chèn ép mãi được, phải đánh cho họ biết mặt chứ. Hi hi, hoàng thượng thấy không, các bộ lão đều đồng lòng quyết chiến. Toàn dân đã một lòng, hoàng thượng còn sợ gì nữa chứ? Tràng tí, nghe các cụ nói ta thật là hổ thẹn. Nếu không quyết chiến sẽ vô cùng có lỗi với các bậc tiền nhân. Được lắm, đánh thì đánh. Hỡi các bồ lão, các vị hãy nghe ta hỏi, rồi đồng thanh trả lời nhé. Chúng ta là nước yếu, họ là nước mạnh. Vậy thì ta nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến, quyết chiến. Quyết chiến, quyết chiến. Ha ha, hay, hay lắm. Nếu chiến tranh nổ ra, tất có mất mát hy sinh, các cụ có chấp nhận không? Ha ha ha. Giờ thì ta không còn đắn đo gì nữa. Quyết chiến, ha ha ha. Đừng mà hoàng thượng. Bốp. He he, lão cao tuổi rồi mà ném chính xác ghê. Hừ, ai lại để cái tên hèn nhát này lải nhải hồi, mệt lỗ tai quá.